Yo anh em, vào come back to my canal. Nhìn chung thì chẳng muốn mua mỗi này thôi, chẳng muốn mua gì khác. Uy tín phết ta. Mua mỗi con teo thôi anh em ơi, chẳng mua gì. Xem mấy con teo này. Một con teo cũng nhiều lắm mà. Thì sẽ cân nhắc đánh giữa cung hoặc là thú hoặc sao đấy nhá. Chữ Azenka hay là Caffeine. Thôi mua không chơi đâu, vẫn là John Floor thôi. Theo cũng phải khỏe mất thì mình sẽ chơi theo đầu game đi, mang thêm thêm đấu sĩ đi. Chơi thú hay chơi gì đầu game nhỉ? Nguyên tố bán đi đã này. Roman vẫn giữ lại. Bạn này khỏe thế. Ô, Floor mình không nhân đôi đam à? Rồi xong nó nhảy hết cả lũ. Xuyên phát. Không nhân đôi đam của đấy anh em ơi, quên đấy. Ê, nhầm. Bạn này đi. Đấu sĩ đi luôn này. Này con này. Bây giờ mình muốn giữ lại con nào nhỉ? Giữ lại con này ta. Ok đánh thú hay mình đánh cung nhỉ? Mình đánh cung phát nhỉ? Đánh cung thì sao ta? Cung được không ta? Hai con Azenka đánh nguyên tố. Không đánh nguyên tố chịu luôn đấy. Còn ra cả cái quân trương hải thần nữa thì hết ý rồi. Ủa, mình không nhân đôi cả hai con à? Không chắc tại con nguyên tố này trâu. Nhân đôi nhỉ? Chắc không có đam lắm. Chuyện thứ hai rồi. Nó trận này. Ủa, phải yếu thế. Chứ chắc là này đã thua đâu em. Còn Roman vào khéo lại thắng. Ngon anh em ơi, xuyên đôi Blue Lane. Thích Blue Lane này lắm. Cái này đã. Bây giờ thì mất chuỗi rồi này. Khả năng đánh cung là không ai tranh đâu. Nhìn có khả năng rất là cao, đánh cung là không ai tranh đâu. Sẽ đánh, có nhắc đánh cung. Đấy là được cái là đánh cung cũng không cần nhiều đồ lắm. Nên có đồ xấu xấu thì anh em đánh cung được. Đánh thú cũng không cần nhiều đồ lắm, nhưng mà cảm giác đánh thú vẫn cần nhiều đồ hơn là đánh cung. Đánh cung thực ra chẳng cần đồ quá gì. Nó khỏe do chất tướng nhưng nó không khỏe là do đồ. Chuỗi thua vẫn đồ xấu này. Đấy, giờ ở đây. Điện hiệp, sợ săn quỷ này. Săn quỷ này. Chết rồi. Cái này bán gì đi? Bán thợ săn quỷ đi nhá, tí mua lại được. Thầy mắng. Cái tiền pháo thủ à? Hơi thừa nhỉ. Cái này đi. Check phát. Ba phát. Không ai có thương à? Một cái thương nữa. No man à? Thôi cho cái thương này bắt con này đã. John chưa ai lấy đúng không nhỉ? Senel, lấy Senel làm gì ta? Bút hung tàn này, các bạn này đánh thánh đồ John thật đấy. Neo của mình. Lo xiên.
Rồi VO OT ngu rồi. Trận này thua rồi anh em ơi. Chả là cái chuỗi gì. Đồ cũng xấu nữa. Anh cung không cần vút không tàn đâu anh em ơi. Anh cung nó nhiều tốc đánh lắm rồi. Giờ mình sẽ cho con này con teo đi. Đó. Xong tím cho con cát. Voi. Voi cũng được nhưng mà có hai đồ này thôi thì không ăn thua. Có nhiều tướng nhỉ. Có một cái vương bắt đáy này. Cho nhắc bỏ vài con tướng đi. Voi này chắc mình không mình chơi, chuyện này chắc chơi Senel đi. À để mua QC nha anh em nhé. Mình hay quên mua QC. Bạn này lại hại bạn em nguyên tố trấu thế. Nguyên tố hay trấu thế. Không tùy phát. Ui không kịp. Like an angel. Em đi hai này. Mở vào. Master of the secret martial art. Van Hell 2 cho tạm. Cần bán Daxi đi nhé. Mua lại được. Mười bảy con Yon cơ, thoải mái chơi em này. Quyết đánh gì đây? Thánh đồ các thứ, ôi cung cung này, ê, cũng nhiều. À không, cái này chắc chỉ ép cung vào cho vui thôi. Bạn này có thể đang đánh này, bạn này cũng chả biết đánh cái quái gì luôn. Bạn này có thể hên xui nhưng mà cũng không có khả năng cao đánh cung lắm. Mình vẫn đang sáng cửa đánh cung anh em ơi. Vẫn đang sáng cửa đánh cung lắm. Ơ, thiếu con Arduin. Thiếu con... con gì đó quên tên. Tập này vẫn Noman vẫn trùm rồi. Senel chưa có. Rồi thì vẫn luôn level 8 nhé. Bỏ con voi đi này, thêm con Senel với thêm con thợ săn quỷ. Chẳng không kể cả chẳng roll level 8 đâu, em lên level 9 roll luôn cũng được. Chẳng này cũng khá là tín. Kiểu em chỉ có con Senel 2 là con Yon 2 thế thôi là đã khá đủ để gánh team, gánh khỏe đấy chứ. Chưa thấy Senel đâu anh em ơi. Chưa thấy Senel đâu. Thương mình nhớ là vẫn có ít nhất một cái thương nên là mình cũng không hơi đáy đâu. Nhiều do lắm, nhiều do lắm. Tín đấy. Đồ kìa, đồ kìa. Mà Senel đây rồi. Không có con ấy anh em ơi. Không có cái con gì mình cần ấy nhỉ. Tên nó lắm. Ở Noman đi thì hơi sớm nhỉ. Cung giữ nó ma lại Senel vào đây. Cung hai cung bốn cung khác khác nhau mấy man
Có thêm một vài giây nữa ấy. Bắt cái bắt con này thôi. Quét nổ đẹp đấy. Teo ông đi xấu. Không tìm phát trên nốt hàng này thì được. Không tìm phát nữa. Chết nốt quét đi. Ok hay không? Chi hồn cần nhất nhỉ. Chi hồn nhất nhỉ. Tạm thời cho teo nhé. Yon này Yon 1 chưa uy tín lắm. Yon 2 thì cho. Ôi con kia đâu? Cái con mình cần đâu anh em? Cần nhất con đấy đấy. Yon 3 đồ. À không, thực ra bây giờ Yon 3 cung thì chưa ăn thua anh em ơi. Cho teo vẫn được. Cho con kia đồ nhỉ. Tầm này mình nghĩ cho teo vẫn khỏe anh em ơi. Cho teo vẫn tín. Chắc này không ngọc đại mà. Yon sấy đẹp thế, Yon sấy nhiều đam thế. Công ty đẹp này theo. Ui Yon nhiều đam lắm anh em ơi. Yon 2, 3 cung mà nó đã nhiều đam rồi. Ui. Nhưng mà 3 cung nó không được liên xạ, nó không được tăng tốc đánh. Ôi, con AD cuối cùng đâu rồi. Xe neo ra giữa đi. Chết thương rồi nhá. Tổng mai có thương à? Một cái thương đáy. Hay thôi nhở, chơi một cái thương đáy thì mình kệ chơi này. Săn quỷ chưa thấy đâu. Bạn này đã 6 cung rồi này, bạn đăng này trông thế mà bạn ấy chơi cung thật này. Bạn đã run hết tiền rồi. Sống vội thật. Yon này Yon 1 thôi mà. Eo bắn góc này đẹp quá. Ok. Góc này hơi xấu. Theo ông tin phát ngang ở đẹp. Hồi máu này. Giờ Yon thì không được hồi máu vì nó bị dính ám tím. Ok. Đang bắt đầu nổ bỏ Noman dần thôi. Phi tiêu đẹp nào. Phi tiêu đỏ phải không? Chắc bỏ Noman thôi anh em ơi, nhưng mà Noman 2. Đây rồi. Bye bye mẹ bạn Noman nhé. Bạn công hiến thấy là quá điều, nhiều điều rồi. Nè. Đi ra đây. Xe neo đứng đây. Đứng đây đi. Cho con Yon đi. Bắt đầu cho Yon đồ nhầm Yon. I will see my death. Tầm này 6 cung thì khỏe nét rồi. Chọn tầm một đống nam chứ. Ngang teo, teo ông tìm đẹp. Teo ông gánh. Còn đăng này sao? Còn đăng này cũng sắp đi rồi. Đăng đi là mình hơi bị vui đấy. Lucy này. Coi đi. Góc này phải đang thủ đẹp nhỉ. Lucy lên góc bên kia. Này Senel hay là T. I will see my destiny to the end. Mình đang để cách tí vì sợ mấy con floor nhá, nhưng mà chắc là hình như cũng hết floor rồi. Còn hai con floor thôi. Nên khả năng mình sẽ cho nó vào dần đi. Mình cũng vừa gặp một bạn cầm floor hay sao ấy, đúng không? Lên 9 thẳng luôn nha, và sau này mình lên 9 thẳng luôn. Xe neo 2 lên dễ không. Hai sách thánh này. Tín ghê, hai AT cầm một con này. Xe neo 2 rồi. Celica. Mình thích Chrissy hơn. Cho Yon nhé. Với cả hai AT kia thì con này sẽ cầm. Và con này sẽ xuống đáy đi. Thương mình bắt đáy mà.
Vương bắt đáy mới đang ở đâu? Ô, các bạn cầm thương đâu rồi? Oh no, bạn cầm thương bạn ấy đi mất rồi các bạn ơi, buồn lắm, mình buồn lắm, mình nhớ bạn cầm thương lắm, trời ơi, bạn ấy đi mất rồi. Tí đấy. Đây là gặp cái đối thủ truyền kiếp của mình rồi. Ui giời ơi, con cát này thì không mà thua. Mãi đi. Đối thủ truyền kiếp, trả tình tướng đây các bạn ơi. Tướng cho mình các bạn ơi. Thật săn quỷ sớm quá, trận tầm này chưa thử thật săn quỷ. Trận này chả ai đánh hắc ám ấy nhỉ. Toàn ma tộc này. Trận này thật săn quỷ không chưa cần lắm em ấy. Tí nữa thì có thể cần. Tí nữa thì cần. Quy cần ngọc đại. Để cho xe neo đấy nhé. Xe đường góc này hồi máu không được tốt lắm này. Mình đang cân nhắc có thể để đổi một góc vào trong không? Xe neo đứng đây không? Có nhiều con để hồi máu hơn. Quy xì tanh. Xì nó thì gây đam một tí rồi. Con này trâu hơn con Phoenix. Châu Ân đứng tay cho con Yon. Dàn khung này đẹp phết nhỉ. Dàn khung này đẹp nhìn cũng lực điền phết đấy. Biết được để chạm đến hai con AD này của mình là cũng... Ôi trời, con Teo này đẹp quá, rốt nát quá. Ừ, con Teo thì thoảng đứng đấy nó hay bị... Nó hay bị đần đần thế anh em ấy. Nó hay bị mấy cái pha vớ vẩn thế. Thôi mình cho con Teo ở giữa đi, cho nó ulti đẹp. Tại mình cầm Greasy mà mình có phải cầm thợ săn quỷ đâu. Cho con Teo ở giữa. Thế đứng ngoài được không? Crest thì có một cái ngọc đại, có thể cường cân nhắc cho con Crest vào cũng vui. Xui. Chắc cho là 7 con nhỉ? Đối thủ chuyển kiếp, à đối thủ chuyển kiếp mình vẫn chưa đi. Crest nộ này. Nhiều Crest thế. Flo bắt đáy này ơ, bắt đáy có hai cái thương tự nhiên từ đâu ra này. Đừng bắt cái này đi. Hai thương từ đâu ra luôn, có con floor nào, một con floor, hai con floor đứng đây đi, cần hai cây gì mất hai tay hơi tiếc nhỉ, tiếc hủi hủi đấy. Cái thuẫn này cho con Yon này hơi phí này, nhưng mà thêm đi tìm màu tối đa cũng uy tín. Mong có đồ gì đẹp hơn cho con Yon được không? Chứ cái thuận này không cho Yon cũng hợp tình hợp lý lắm. Thêm tí máu. Không cho quét mà. Thêm tanh. Kéo ngừng một tí luôn. Thêm một tí tanh nữa cho nó yên tâm. AT đứng đây. Thường bắt là đáy bên kia rồi. Ai thường bắt đáy bên kia hết. Na cót chui. Teo qua gần này. Teo xuống đáy à? Ừ, kệ teo. Ui, quét bên kia nổ cũng đẹp thế. Ui, teo này bắn đẹp thế, ta bên kia bắn đẹp thế. Bắn nó. Rồi, bắn mình rồi. AT gánh đam ấy. Thêm bạn nữa, thêm chắc thêm thợ săn quỷ, chắc bây giờ bắt đầu hơi cần thợ săn quỷ một chút rồi. Bạn này đánh gì? Ma tộc. Bạn này đánh gì? Thú ma tộc tinh linh. Bạn này đánh gì? Không ai này mấy họ ám này anh em ơi. Cần thợ săn quỷ đúng không nhỉ? Bạn này không mấy họ ám à? Ám khỏe luôn. Cậu này là Nacot 3 ấy, đừng đùa các bạn này. Đùa với thần rùa. Nhìn chung thì cũng nhiều sát thương phép nên là khả năng vẫn chơi thợ săn quỷ thôi. Tơ.
bên xui chuyện này rồi nó con cát em cần một con cát đã nhất con cát tại mình nó thường có sách thánh mà hai sách thánh đi rồi sống vội một chút nhé hơi đến giờ sống vội này cho Yon này vẫn này cho con Gret được Yon này chắc cho Teo I will see my destiny to the end. Không thêm phát nữa không ra ấy nghe em ơi ra con mình cần con cát góc kia floor góc kia Teo góc kia toàn thương góc kia thôi em ơi nhưng mà con Yon mình sẽ bật lên thương bay trong đáy này quét nộ đẹp này Aeron ulti một phát đẹp nào thế Theo ulti đẹp quá này Theo ulti nãy giờ này Yon sống chắc lên sang năm điên nó từ từ cái bài này đánh ai phết Ron phát 9 không phát 9 được phát 9 khỏe thêm đồ thủ cũng ngon thêm một cái choi cũng ngon một cái choi cho con ấy nữa để cho xe neo nhé thêm một cái choi cho con bon cát Victor này. Cát đâu quy giờ cho vào đây cũng được à. Không cho ai đang quy cầm cho cũng được anh em ấy không cần đấy đâu ngọc đại anh cho crest luôn khỏe anh em ấy cũng khỏe đó quy cầm choi nhá ui con choi này cho con này cũng được à ừ mình có crest quái đâu anh em quên đấy nhầm tí này con quy không có crest anh em ơi mình bỏ crest lâu rồi bây giờ mình check bạn nào nhỉ xương bắt đáy này na cót bắt đây này quy bắt đây không sợ đâu mình sợ là quá rồi tơ tanh được con quỷ góc kia rồi ok team này khỏe đấy trừ khi bạn kia đảo thương một phát rồi mình bị sốc chết thế là mình chết thôi rồng này thổi hơi đẹp nhỉ chả chạy ăn góc kia được góc kia nhiều thương lắm hay cứ chạy nhỉ không chút nữa cứ tìm góc dày rồng thổi xấu đấy eo nhà này thì bình thường không sợ lắm Twitter đốt được Theo ulti được Quy đấm được thêm phát nữa đẹp quá đấm quả đẹp quá cản quá Yoda rồi đấy anh em trông nó không hiển thị lên là con Quy làm việc được nhiều thôi chứ thực ra mình thấy con Quy ok ấy chứ làm việc cật lực ấy chứ không phải đùa con bà già này cũng khỏe thế hai con trận Yon 3 còn con cát anh em cần con cát Twitter Yon anh chìm máu liệu có đi không đi một phát đi luôn được không mình sẽ kiên nhẫn một chút mình các bạn nào nhé bạn nào nó vừa có phong cát khỏe mãi cả đây bạn này các ba đồ xịn chơi góc này tiếp thôi góc này vẫn đang ok AT xuống không góc này bị phong cát nhảy cũng hơi đau mà Richter đốt được này Yon sấy được, Yon chậm nhất là Yon sấy được. Yon sấy được con cát là xong game rồi. Gần như là không chạy được. Yon 2 rồi đấy, nên chưa phải Yon 3 đâu. Sức mạnh nó vẫn chưa ùa về đâu. Các trận này không nhiều hắc ám lắm nhá. Thì mình có thể chơi con Senel cũng ok nhá. Không có nhiều con để giảm hồi máu mình lắm thì
có thể cân nhắc em thích em chơi xe neo cũng được nhé, đam mê xe neo nhé. Đấy Sephira các thứ đâu nhỉ? 8 Sephira. Thêm một phát tướng nữa mình thêm một gì? Cùng trên có rồi, pháo thủ hoặc là tăng thêm một con Lily gì đấy chăng? Lily gì đấy cũng không? Tạm Lily vui thôi. Thêm con Liên Hiệp. Liên Hiệp ok. Liên Hiệp pháo thủ, Gaffini này kích hai hệ này, kích pháo thủ này. Không nhiều lắm. Kích pháo thủ mới cầm cho hết thánh được. Đồ gì đây? Ai giời ơi, đúng cái mình cần à. Tơ 2 này. Thêm tạm một con voi nhá, nó không biết thêm gì. Voi này không có đồ. Chắc đồ nó đấy. 29 máu thôi, roll thôi. QC đi, QC đi. Ngon thần, QC đi. Q đi rắc. Kịp kho vào. Không kịp mà không em bắn sau. Cần nhất con cát anh em ơi. Thì con cát rất cần thiết. Cần phải Yon 3 á nhỉ. Yon 3 cũng uy tín. Quan trọng đấy. Suýt đi luôn, gọi suýt đi luôn. Bây giờ mình thêm sót tướng rồi đúng không? À chưa thêm. Chờ một chút này. QC này lên 2 cũng được, chờ một chút. Một cái thương đi. Thương, why not? Victor cầm thương. Thân quỷ lên đây. It's just no one on champion sound and there's sound about to get down. We're high in the world right now, this my sound about to get down. You be my American boy. Hey sister, really nice to meet ya. I just have 5'7" guy, just my time. Hai con thên, tự nha. Ê, mày mới cần con cát hơn. Thên này là phụ thôi. Có. Cho cho thên được mà. Phát xong. Phát xuống sau. Yon này vẫn chưa Yon 3. I just have this 5'7" guy, it's just my type. Sao con này nó không chết vậy? À thôi, chết rồi. Hey sister, really really nice to meet you. I just have this 5'7" guy, it's just my type. Cần vốn cát nhất anh em ơi, thêm không quan trọng nữa. À nếu mà thêm 2 thì mình cho thay NPC cũng được, nhưng mà không thêm không có đồ. Hơi tốn tiền. Ai đây rồi, nhưng mà đã hết tiền à? I just got this 5'7" guy who is just my type. Like the way he's speaking, he's confident, he's speaking. You're in my American boy, American boy. Yon đâu bạn ơi? Sử dụng thêm tìm Yon. Nhất quyết không ra. Kéo ra đi. Quỳ đấm đẹp này. Cần Yon 3 cơ anh em ơi, chúng ta cần con Yon 3 một chút. À con Yon này cần thêm cái chí mạng được không anh em? Thêm đồ tốc đánh. Ok bạn ơi, bạn sao bạn vội thế, bạn sống vội thế. Cóc đầu mình rồi. Bạn này đi không? Này đi. Nào trả Yon đây nào, xin con Yon nào. Xin hứa xin đúng một con Yon thôi ấy. Không không xin một con gì đấy. Hề luôn nha. Đó, không cho. Thương bắt đầy bên kia này. Eo văn ulti đẹp này.
Voi nào có chui xuống đáy bên kia này. Just another one champion sounding the sound about to get down. I don't know where right now the sound about to get down. Chúng ta do anh em ơi. I just met this 5'7" guy who is just my type. Má khỏe thế? Cái gì khỏe quá vậy? Tự nhiên nó khỏe nhỉ? Nhưng qua một buổi đêm mà nó tự nhiên khỏe thêm mấy chục đam vậy. Quá còn giòn bà. Mãi không ra làm Q1 nữa. Đấy, trời ơi, bây giờ nó mới chịu ra. Bây giờ thì nó quá muộn rồi, không còn nhận những lời xin lỗi nữa. Cay thật đấy. Má còn giòn này. Vậy thôi em ơi, mình đến đây kết thúc rồi, chả hiểu sao pha cuối nhiều đam ấy nhỉ, nó có chui xuống được à? Có quái gì nhỉ, quy đấm vào đấy, đấm rồi. Thế có John Ba đấy chứ chắc thua đâu. Quy 2 nữa. Vậy thôi em ơi, với mình đến đây kết thúc rồi, em thích thì hãy like, subscribe và hẹn gặp lại trong các clip lần sau nhé. Tiếc quá.